Chào các bạn, ngoài nấu cháo chim câu thì các bạn thử làm chim câu xào hành răm đi ạ. Rất bùi ngon và nấu cũng nhanh gọn nữa. Ở đây thì mình có hai con chim câu, chim bồ câu đấy ạ. Hai con này là 550g, đã được sơ chế rồi. Chim câu chỗ mình bán thì thường là rơi vào tầm khoảng 80.000 đến 100.000 đồng một con. Hành lá và rau răm thì mình đã nhặt rửa sạch sẽ để lát xào cùng với chim câu. Thêm hành khô, gừng, sả, ớt sừng hoặc là ớt cay tùy vào độ ăn cay của gia đình. Bột nghệ để khử tanh hoặc các bạn có thể dùng nghệ tươi nhé. Và ngoài các gia vị nêm nếm thông thường thì ở đây mình có dùng mẻ và rượu trắng để lát ướp cùng với thịt chim câu cho thơm. Thì mẻ và rượu trắng ấy nó sẽ khử tanh và gây ngái cái mùi hôi đặc trưng của chim câu khi mà mua ngoài đấy ạ. Như đã giới thiệu thì chim câu này khi mua mình đã nhờ người bán người ta sơ chế qua rồi, vặt lông, bỏ đầu, bỏ phao câu và bàn chân chim đi. Đã rạch ức và đặc biệt là thui qua rồi. Cái việc thui qua lớp da của chim câu ấy nó sẽ giúp cho thịt chim câu nó không bị tanh mà nó sẽ thơm bùi hơn. Nên nếu mà không nhờ được người ta thui qua thì các bạn mua về, mình bóp muối hạt rửa sạch đi, sau đó cho vào lò vi sóng quay hoặc là nướng qua nhanh bằng nồi chiên không dầu đều được nhá. Và sau khi đã mua như thế này rồi, về mà các bạn muốn sơ chế lại sạch hơn nữa ấy, thì mình sẽ bóp cùng với muối hạt. Và có rượu gừng thì mình dùng cùng bóp cùng với muối hạt luôn. Nếu mà không có rượu gừng thì mình dùng rượu trắng. Và các bạn giã thêm một củ gừng tươi vào đây, mình bóp kỹ bên ngoài và bên trong mình chim câu cho nó sạch. Sau đó thì đem rửa sạch sẽ lại và để ráo nước nhé. Đối với các nguyên liệu như là hành khô, gừng, ớt, sả thì mình sẽ sắt nhỏ. Riêng ớt ý, thì mình sẽ sau khi mà sắt lát nhỏ thì mình sẽ giữ lại một ít nhé. Để lát nữa mình cho vào sau cùng với hành răm. Các cái phần còn lại thì mình sẽ cho vào cối, mình giã nhỏ nhuyễn cho thơm nhé. Hành lá và rau răm thì sau khi nhặt rửa sạch sẽ rồi thì mình sẽ sắt nhỏ. Như vậy là cái phần nguyên liệu mình đã sơ chế xong rồi. Chim câu thì sau khi đã sơ chế sạch và ráo nước rồi thì mình sẽ cắt hoặc là chặt thành miếng vừa ăn. Tiếp đến thì mình sẽ ướp chim câu cùng với gia vị cho thịt chim nó được đậm thơm. Thì hai con chim câu này là 550g thì mình sẽ ướp cùng với một thìa cà phê bột nêm, một thìa cà phê bột nghệ hoặc là các bạn giã đốt nghệ tươi nhé, 1/2 đến một thìa cà phê tiêu xay, một thìa canh dầu hào, một thìa canh nước mắm. Nếu mà các bạn ăn cay thì mình cho thêm một ít ớt bột và sa tế nhé. Và thêm vào đây là 3 thìa canh mẻ, nửa thìa canh rượu trắng, thêm 1,5 thìa cà phê đường vào để làm dịu cái vị chua của mẻ. Và các bạn cho 1/3 cái số hành gừng sả ớt mà mình lúc nãy mình đã giã đấy, mình cho vào đây mình ướp cùng với thịt chim câu cho thơm nhé. Mình bóp trộn đều và ướp thịt chim câu trong vòng khoảng 15 đến 20 phút ạ. Chim câu sau khi mình đã ướp được 15 đến 20 phút rồi thì mình sẽ xào nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho dầu ăn, thì ở đây mình có mỡ lợn nên là mình dùng mỡ lợn để phi cho thơm nhé. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần hành gừng sả ớt đã giã vào. Mình sẽ thêm một thìa cà phê nước mắm mình trao cùng cái phần này đi để cho nó bật dậy cái mùi đậm thơm. Và ở bước này nếu mà các bạn muốn món chim câu xào ấy nó có cái màu cam đỏ đẹp mắt và hấp dẫn hơn thì mình nếu mà có thì mình cho thêm một thìa canh dầu màu điều nhé. Và mình sẽ đảo đều và phi thơm cái phần hỗn hợp nguyên liệu này này. Tiếp đến thì mình sẽ chút cái phần thịt chim câu vào. Mình xào ở lửa lớn một chút và đảo cho chim câu nó xém ở cái mặt ra ngoài. Sau đó thì mình sẽ hạ nhỏ lửa vừa. Mình sẽ đậy nắp chảo và mình sẽ xào trong vòng khoảng 5 đến 6 phút cho thịt chim câu nó chín hẳn nhé. Ngoài xào thì các bạn cũng có thể làm chim câu thuôn hành răm. Là khi mà mình xào chim câu chín rồi ý, thì mình sẽ cho nước vào. Nấu một lúc lâu khoảng tầm 15 đến 20 phút để thịt nó được mềm, thuôn ngót lại. Rồi mình thả hành răm vào. Nôm na nó giống như là nấu canh đấy ạ. Tuy nhiên thì làm nhanh gọn thì như này thì mình chỉ cần xào thôi. Đấy, còn như mình đã chia sẻ thì khoảng chừng 5 đến 6 phút là thịt chim câu chín rồi mà nó vẫn rất là đậm vị và ngon. Và sau khoảng tầm 6 phút xào thì thịt chim câu đã chín rồi thì lúc này mình sẽ cho hành răm này, ớt sắt lát vào, đảo đều. Các bạn có thể nêm nếm lại gia vị vừa ăn nhá. Mình chỉ cần đảo nhanh thêm tầm 10 đến 15 giây rồi mình tắt bếp và cho món chim câu xào ra đĩa. Chim câu xào hành răm cùng với sả ớt thì cực kỳ thơm. Hy vọng là qua video này thì các bạn sẽ biết thêm một cách chế biến thịt chim câu ngon cho cả nhà cùng thưởng thức. Nhất là làm theo cách này thì thịt chim câu nó thơm ngọt và đậm đà, ăn rất bùi và ngon miệng, không hề bị hôi đâu ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau của Cúc Béo ạ.